Dân gian Ngụy Văn Thực Lục tập 39 Dịch Phong Lăng Được thực hiện bởi Bạch Ngọc Sách Audio và đã được dịch phun trên bạch ngọc sách chấm vip Trường 109 lại đến mũ phán quan. Bước vào trong phòng tôi, khi dương gỗ đổ ra đất, ghế, bàn cũng đổ loạn cả lên. Quả nhiên, trong dương, những món đồ nào có thể cắp được đều bị cắp đi hết, chỉ còn lại cái kéo, cân số mệnh và chấn sát phù. Cái kéo sợ là do mèo không cắp được cân số mệnh thì dùng để cân mạng của âm thai, cũng chẳng phải thứ mà mấy con mèo tạp chủng đó có thể cắp lên được. Còn về chấn sát phù, thì hóa ra bị dính tận mấy bãi nước đái mèo, phù văn đều nhòe hết cả. Ngoài ra thì, áo khoác da mèo, hai cái găng tay tiên xám, chỗ bồ âm tán còn dư, và một số món đồ nhỏ, nhỏ nhỏ, toàn bộ đều biến mất. Quan trọng nhất là tôi nhớ lại, Lưu Văn Tam nói, có một con mèo đen to bụng, cắp cái tượng gốm xương mèo của tôi đi tôi chỉ còn dư lại mỗi hai cái tượng gốm xương mèo thôi. Con gái Trần Mù sinh ra âm thai hóa ngọc nên không dùng đến. Cách làm cái thứ này phức tạp muốn chết, không có chục ngày nửa tháng, là làm không xong được. Đặc biệt là tôi còn chưa làm thử bao giờ, cũng chẳng dám chắc 100% là mình có thể làm ra được. Nói không chừng vẫn cứ phải nhờ bà nội ra tay. Không thể để lũ mèo này làm hỏng được. Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn sang Lưu Văn Tam, hỏi, chú Văn Tam, mèo hoang ở trong thôn, đều tụ tập ở chỗ nào, phải đi tìm lấy lại đồ. Lưu Văn Tam trầm ngâm một lát, rồi mới mở mồm. Việc này đơn giản, đợi trời sáng đi tìm là xong, chỉ là mấy con súc sinh này biết trèo tường bới ngói, chúng ta khó đuổi theo. Chủ yếu là Mã Bảo Trung, thập lục mày nói chú biết, có phải trên người mày lại có đem đồ gì quý về đây không? Tim tôi đập thình thịch, vô thức giữ lấy ngực. Chuyện cầm được quyển cốt tướng này, tôi đúng là chưa nói với Lưu Văn Tam một là sau khi trần mù đưa cho tôi phát sinh một loạt sự việc tôi chẳng có cơ hội nói hai là bản năng của tôi cảm thấy chuyện này không nên nói ra trương cửu quái là cao nhân bói mệnh bói bao nhiêu năm như thế đem đồ giao cho tôi lại còn có quan hệ mật thiết với ông nội trong chuyện này chắc chắn có rất nhiều bí mật ăn cơm người chết cũng được một thời gian rồi tôi cũng biết cái nghề này có nhân có quả biết nhiều quá cũng có phiền phức của biết nhiều quá Tôi không muốn Lưu Văn Tam bị dính dáng vào trong những chuyện này. Trong lúc tôi im lặng, Lưu Văn Tam nói một câu, Mã Bảo Trung có một thói quen kỳ quặc, mỗi lần nó đi xin đồ, một lần hỏi chuyện, là xin sỏ để lấy. Nếu như không lấy được, nó sẽ cướp một lần, nếu mà vẫn không cướp được, thì cơ bản là trong thời gian ngắn nó sẽ không đến tìm nữa, phải đợi đến cơ hội lần sau, thông thường là cũng phải cách vài năm. Năm đó lúc nó đến xin đồ của chú, cũng là như thế. Lúc đó chú còn nói luôn, Cả đời này nó đừng hòng uống được một bát nước ở nhà chú. Chỉ cần nó không làm được việc này thì sẽ không bám theo chú được. Lần trước lúc nó đi, chẳng phải mày nói với nó, nó là người chết, người chết đầu chạm đất, đáng lẽ phải ở trong mộ chứ không phải ở trong thôn à? Nếu theo cách nói đó thì trừ phi mày đi ra khu mộ thì mới gặp nó được. Thế nhưng nó lại đến tìm mày, như thế chắc chắn trên người mày lại có bảo vật nữa. Tôi dùng cả mình. Chuyện này Lưu Văn Tam cũng chẳng nói trước với tôi mà tôi gượng cười một cái rồi mới đem chuyện của trần mù ra kể tiếp đó tôi cũng mò cái bọc vải ra mở cho lưu văn tam xem lưu văn tam nhìn chăm chăm tận mấy giây rồi mới cốc mạnh vào đầu tôi nói tôi đúng là đủ lông đủ cánh rồi cũng học đòi có chuyện gì là giấu diếm không nói ra tôi cười khổ không thôi nói tôi cũng chẳng biết chỉ là có một thứ trực giác bảo tôi đừng nói ra lưu văn tam nheo mắt châm một điếu thuốc bập bập rít hai hơi rồi mới nói nếu mà thế thì bắt buộc phải giải quyết tên ăn mày chó chết mã bảo trung này rồi. Nó lại hỏi chuyện một lần, không xin sỏ được, sẽ còn đến tìm mày lần nữa. Chú đoán là, trong tay mày có nhiều đồ quý như thế, nó phải nghiêm túc đánh thật, giết người đoạt bảo. Trong lòng tôi như có tảng đá lớn treo trên đầu, vô cùng bức bối. Thế chú Văn Tam, làm thế nào mới giải quyết nó được? Nó dữ lắm, cũng không dễ đối phó. Nhớ lại lần đánh tay đôi với mã bảo trung, tôi suýt nữa thì mất mạng bản nãy lúc ở chỗ cây hòe giả đó tôi cũng đã nghĩ rồi, nếu có cơ hội, thì nhất định phải khử bỏ mã bảo trung. Lưu Văn Tam nghĩ ngợi một lúc, rồi nói, chó đuổi quỷ, mèo trộm xương, giờ còn lại cái đàn bà chết đòi nợ. Không nói cái khác, chứ cái mồm quả của mã bảo trung thì cũng linh thật, đàn bà chết đòi nợ xong, thì nó sẽ đến tìm mày. Không được cứ phòng bị như lần trước nữa, chú Văn Tam đại khái cũng biết, bình thường nó trốn ở chỗ nào. Giờ vẫn còn chưa gặp đàn bà chết đòi nợ, quá nửa là nó chuồn về trốn đợi sáng mai mới mò ra dừng lại một lát lưu văn tam nheo mắt nói nếu đã thế thì đêm nay không cho nó được yên luôn tim tôi cũng thình thịch đập nhanh hẳn lên gật mạnh đầu được chú văn tam thế thì cứ làm theo lời chú nói biểu cảm trên mặt cố nhược lâm thì hiện rõ vẻ rất lo lắng và sợ hãi hà thái nhi khẽ khuyên cô ta nói không sao đâu tôi do dự một lát rồi mới nói thế chú văn tam chúng ta lúc nào thì đi việc không nên chậm trễ càng nhanh càng tốt đúng không trong vườn nhà cũng phải bố trí cẩn thận cái chảm quỷ đao chúng ta để ở nhà có được không lưu văn tam thở dài một tiếng vỗ vỗ vai tôi tôi thì bị động tác này của lão làm cho hơi hoảng giây tiếp theo lưu văn tam liền nghiêm túc nói yên tâm đi thập lục chú văn tam mày biết thừa lo cho nhược lâm chứ gì vợ chú văn tam mày cũng ở nhà mà chảm quỷ đao chắc chắn phải treo trên đầu cổng đảm bảo đến nửa con quỷ quái cũng chẳng vào trong nhà mà hại người được hòn đá đè trong lòng tôi coi như dỡ xuống được một nửa cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bật lại lời trêu đùa của lưu văn tam đại khái làm hết các khâu chuẩn bị lưu văn tam treo chảm quỷ đao các loại thừng đỏ chu sa và một loạt các món đồ lên cổng xong rồi bảo hà thái nhi và cố nhược lâm cùng vào nghỉ ngơi trong một căn phòng tôi cũng do dự một chút trước tiên vào trong phòng một lần thận trọng đem trạch kinh và cả âm sinh cửu thuật nhét vào cái bọc vải cất quyền cốt tướng kia, rồi lại cẩn thận nhét cái bọc vải xuống dưới gậm giường. Cũng chẳng phải là tôi không tin tưởng Lưu Văn Tam, mà là tôi chẳng có mấy chút tự tin đối với mình và đối với cả lão nữa. Gã mã bảo chung đó quá kỳ quái, nhỡ mà bọn tôi không đối phó nổi với gã, xảy ra chuyện gì bất chắc thì chẳng phải là tôi đem bản thân mình dâng lên tận mặt gã sao. Đương nhiên, cổ ngọc tôi cũng chẳng đeo trên người, mà cất cả vào trong cái bọc vải. Cuối cùng bước ra khỏi phòng, tôi cũng chẳng nói cho ai biết. Bao gồm cả cố nhược lâm. Trên người không cầm theo những món đồ quan trọng đó, cả người tôi đều thư giãn hơn nhiều. Cũng có một quyết tâm liều. Lưu Văn Tam mặc một chiếc áo tiểu quái ngắn màu xanh đậm, quần vải bố bó sát, thắt lưng đeo hai con dao. Cái bộ dạng đầu chọc, mồm ngậm điếu thuốc ấy, giống hệt như thổ phỉ trên núi. Tôi cũng dắt cái bàn trải sắt vào thắt lưng, lúc này tôi cũng lại khó xử bởi vì cái đinh sắt bị tôi đục vào mắt con chó vàng kia rồi lúc đó quá hỗn loạn nó chạy mất luôn nên giờ trong tay tôi chỉ còn mỗi cái búa sắt lưu văn tam nhìn thấy cũng hỏi tôi làm gì mà để mất cái đinh sắt tôi kể xong lão lắc đầu nói luôn tôi là thằng phá nhà làm trong tay bọn tôi mất đi một món đồ nghề lợi hại đánh giáp mặt với mã bảo trung cũng phải nhụt đi ba phần trong lòng tôi hối hận muốn chết lưu văn tam lại khuyên tôi nói bây giờ có nghĩ gì khác cũng không kịp nữa. Bây giờ đi kiếm chuyện với Mã Bảo Trung, phải đánh úp cho gã trở tay không kịp. Rời khỏi cổng nhà, theo sau Lưu Văn Tam cứ đi thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc, tôi đã phát hiện đoạn đường này nhìn rất quen. Lại đi thêm mấy phút nữa, sau khi tầm nhìn rộng ra, mới phát hiện, đây chẳng phải là chỗ chân núi mà ban đầu Liễu Trí định chôn lão Liễu đó sao. Nhìn từ góc độ này, ngọn núi tròn vành vạnh, giống hệt như một cái mũ đen xì xì, hai bên có hai cái rãnh sâu nằm ngang ôm trăng tôi cũng nhớ lại lần trước lúc tôi từ chỗ này rời đi mã bảo trung cũng từ phía sau nhìn tôi hóa ra gã lại ở trên đầu mũ phán quan này trong lòng tôi lại sợ hãi thêm đôi chút lưu văn tam ngược lại chẳng có chút biểu cảm sợ hãi nào ngây ngang bước đi phía trước tôi thì thận trọng hơn nhiều đi theo sau đại khái đi đến vị trí phía trước cái mộ định chôn lão liễu lúc trước lúc này chỗ đó vẫn là một cái hố sâu cái quan tài bên dưới bị nắp quan tài đậy lại một nửa, cũng chẳng lấp đất. Liễu Chí chết rồi, Liễu Trung Đường thì bị bắt, nhà Liễu Chí chẳng còn ai, thì lấy đâu ra người đến đây lấp cái huyệt mộ trống không này. Trong thôn cũng không có chuyện có người ra đây kiếm việc suối quẩy cho mình làm. Tôi vô thức nhòm một cái. Giây tiếp theo, da đầu tôi như bung cả ra. Bên trong cái khe của quan tài, có một con mắt ánh vàng, đang nhìn tôi chân chối. Tôi túm một phát lấy bả vai của Lưu Văn Tam, hốt hoảng nói, chú, chú Văn Tam, trong quan tài lão liễu có thứ gì đó. Đồng thời, tôi cũng nắm lấy cái búa, trợn mắt nhìn chằm chằm vào quan tài lão liễu, đề phòng cái thứ trong quan tài kia đột nhiên vọt ra ngoài. Đây cũng may là bị tôi nhìn thấy, chứ không chúng tôi mà đi đến ngay phía trước. Chứ nó mà đột ngột lao ra, rồi dở trò gì sau lưng, thì cả tôi và Lưu Văn Tam đều dính trường tại đây luôn. Chương 110, mụ giả dưới chân núi, xác nữ trong quan tài. Đồng thời, trên trán tôi từng giọt từng giọt mồ hôi to đùng rớt xuống càng khiến tôi hoảng sợ hơn nữa chính là cái thứ ở bên trong quan tài kia gan nó đúng là quá to miếu thành hoàng dưới mũ phán quan cái vị trí này đến lão liễu cũng không có tư cách ở nó còn chẳng biết là du hồn dã quỷ ở đâu mà cũng dám chui vào trong quan tài lưu văn tam phản ứng rất nhanh động tác của lão cũng rất thẳng thừng lại tung người nhảy luôn xuống dưới hố hất mạnh cái nắp quan tài lên đồng thời lão quát to một câu thập lục không cần biết nó là cái thứ gì cứ cho nó một búa trước đã ngay tiếp đó là tiếng mèo gào thét xuyên thủng màn đêm mặt tôi thất kinh bên trong cái quan tài này hóa ra là một đám mèo tạp chủng đông nghịt đối mặt nhìn tôi là một con mèo mướp có đôi đồng tử dọc trông như mắt rắn toát lên vẻ âm u lạnh lẽo lúc này nó nhảy lên trên thành quan tài sống lưng cong lên làm động tác tấn công trong chớp mắt rồi bật về phía mặt Lưu Văn Tam. Mắt nhìn Lưu Văn Tam sắp bị mèo cào rách mặt, tôi cũng vụt đập mạnh cái búa xuống. Con mèo mướp kia kêu lên một tiếng, bị tôi đập trúng người luôn, bốt một cái rơi xuống dưới hố. Lưu Văn Tam cũng nhảy ra khỏi hố, lão lầu bầu nhổ một bãi nước bọt, mờ y e, cả một quan tài mèo hoang, chạy tất đến đây à, suối quẩy. Con mèo mướp kia lúc này nằm co giật ở dưới hố, mắt, tai, mũi, thất khiếu đều chảy máu, nhìn có vẻ không sống được nữa trong lòng tôi cũng có chút không nỡ lưu văn tam rõ ràng nhìn ra nhíu mày nói thập lục đừng có thương hại linh tinh loại mèo ở trong quan tài cũng chẳng khác gì với loại chuột xám ăn thịt người đều không phải là thứ hiền lành mau lên núi đi tôi thực ra cũng chẳng phải thánh mẫu chỉ là từ bé đến giờ tôi đến con gà còn chưa giết con người sinh ra đều có một dạng tâm lý đó là giữ một thái độ thương xót đối với các loại vật nhỏ bé yếu ớt Giống như bàn nãy, tôi bị một đàn chó đuổi theo đòi cắn. Tôi nhìn chúng nó bị dân thôn đánh thùng bụng chảy máu, đều chẳng có cảm giác gì. Nhưng, nhưng lúc này lại mềm lòng với một con mèo, đấy là bởi vì cảm giác nó không có khả năng phản kháng. Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị lên núi, lúc này chẳng có thời gian để chỉ hoãn. Thế nhưng tôi vừa quay người, thì phát hiện Lưu Văn Tam lại đứng như trời trồng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Chú, chú Văn Tam, chú sao vậy? Khụ, khụ, đột nhiên có tiếng hò vang lên, khiến tim tôi đập thịch một cái thật mạnh. Trước mặt Lưu Văn Tam, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một mụ giả cúi đầu, nước da trắng bệch, trên người mụ lại mặc một chiếc áo da mèo đen quen thuộc, trên tay cũng đeo một đôi găng tay da tiên xám. Trên đầu lơ thơ chẳng còn được mấy sợi tóc, da đầu có hơi nhăn nhúm, mụ đang chằm chằm nhìn Lưu Văn Tam. Đôi mắt to một cách bất thường, một mí, con người đen đến rợn người và cũng sâu thẳm đến kinh người cái áo khoác kia, chẳng phải chính là cái áo khoác da mèo đen mà lũ mèo tạp trùng kia cắp từ trong dương của tôi ra sao? Đôi găng tay trên tay mụ cũng là găng tay tiên xám ư. Mụ già lại ho khụ khụ hai tiếng, đột nhiên ánh mắt chuyển qua người tôi. Lúc bốn mắt nhìn nhau, tôi bất giác dùng mình một cái, mụ trông quá là không giống người. Cái mặt tròn bẹt, thịt hai bên má rũ xuống một ít, cái mũi gồ lên, còn mắt thì xếch lên như mắt cáo. Chỉ cần nhìn cái dung mạo khủng bố rợn người này của mụ, người nhát gan chút, chắc là cũng sợ vỡ mật mà chết. Thêm nữa, vốn dĩ đã đêm đen gió lộng, chỗ mũ phán quan sau núi này cũng toàn là mộ, chẳng có nhà ai ở. Một mụ già đi ra đây để làm gì? Đặc biệt là mụ lại còn mặc cái áo khoác da mèo đen, đeo găng tay tiền xám nữa. Trông đúng là có hơi quá kỳ dị. Bà, bà cụ, bà ở đây làm gì vậy? Cái áo bà mặc trên người, ở đâu ra vậy? Tôi cứng đầu cắn răng hỏi một câu. Mụ già đột nhiên quay người, nhìn về phía trong quan tài. Tôi cũng vô thức nhìn theo, kết quả khiến mặt tôi hơi biến sắc là lũ mèo tạp trùng trong quan tài kia, hóa ra đều chạy ra hết rồi. Bọn chúng đều vây quanh quan tài, càng kỳ dị hơn nữa là bọn chúng lại giống như con chuột xám dẫn theo đám chuột con chuột cháu lần trước, hướng về phía tôi làm động tác quỳ lạy. Mèo cũng quỳ lạy, chuyện này e là cũng chẳng tốt hơn chuột quỳ lạy chút nào. Sau khi cơn hoảng sợ ngơ ngác qua đi, tôi mới phát hiện, bên trong quan tài hóa ra còn có một người đàn bà không mảnh vải che thân nằm đó da cô ta rất đen dáng người không đẹp cho lắm tứ chi khẳng khiu nhưng bụng và thân trên lại rất béo đầu cũng rất to đặc biệt là cái bụng rất to vẻ như cũng mang bầu đủ mười tháng nhưng đây không phải người sống mà là một xác chết có tiếng động nhẹ truyền lại tôi cúi đầu mới phát hiện mụ già kia lại quỳ trước mặt tôi chẳng biết từ lúc nào mụ đã cười cái áo khoác da mèo đen ra, hai tay nâng lên trên đỉnh đầu đưa cho tôi, găng tay tiên sám bị đặt ở trên cùng. Bà, muốn tôi đỡ âm linh cho cô ta, tôi nuốt miếng nước bọt, vô thức hỏi mụ. Mụ già không đứng dậy, chỉ cô cộp dập đầu xuống đất hai lần. Tôi đúng là cảm giác khóc không ra nước mắt, mụ già này đúng là không dọa chết người ta không xong. Nói chuyện tử tế, không được sao? Trong đầu cằn nhằn thì cằn nhằn, chứ tôi cũng xác định, mụ già này chắc nuôi đám mèo hoang kia cho bọn chúng đi trộm đồ nghề của tôi thay mụ mèo thông linh đặc biệt là mèo nuôi mụ định đỡ âm linh cho cái xác không biết là con gái hay cháu gái kia của mụ chỉ có điều lúc này lại gặp tôi sợ là muốn thằng chính chủ là tôi ra tay tôi đón lấy áo khoác da mèo đen và găng tay tiên xám trong đầu cũng định thần lại may là cũng chẳng gặp phiền phức gì thêm đã tìm lại được những món đồ nghề mà bà nội truyền lại cho tôi khóe mắt tôi cũng nhìn thấy hai cái tượng gốm xương mèo đều đặt ở trong quan tài, bên cạnh cái xác nữ. Tôi còn có chuyện gấp phải đi, hay là cụ đợi lúc nữa. Tôi quay về thì đỡ âm linh cho cô ta. Tôi hít sâu một hơi, nói. Kết quả là mụ già lại dập đầu lại tôi mấy cái nữa, cảm giác đã có máu dính ra đất. Lưu Văn Tam cũng chẳng nói gì, khiến tôi cũng chẳng xác định được. Tôi nhòm Lưu Văn Tam một cái, lão vẫn chẳng phản ứng gì. Lưu Văn Tam ngầm đồng ý, nếu không, Lẽ ra lão phải lôi tôi đi luôn mới đúng. Tôi chẳng hiểu tại sao lão đột nhiên lại im lặng như thế, đành hít sâu một hơi, nói, được, vậy tôi đỡ âm linh cho cô ta trước. Mặc áo khoác da mèo đen lên, đi găng tay tiên xám vào, tôi liền nhảy vào trong quan tài. Quả nhiên, mụ già không dập đầu lạy nữa, đứng dậy chầm chầm nhìn tôi, cái bộ dạng từ trên nhìn xuống đó, lại cho tôi cảm giác bức bối khó tả. Tôi bỏ sự chú ý của mình khỏi mụ, cúi đầu xuống nhìn xác nữ, lại đưa tay ấn lên bụng cô ta. Đột nhiên phía bên trong lớp da bụng cứng ngắc lại đụng đậy một cái. Tim tôi đập đánh thịch một cái, ngạc nhiên buột miệng nói, bà bầu mới mất chưa lâu, đứa bé trong bụng vẫn còn sống kìa. Nhưng lập tức tôi lại sốt cả ruột, bởi vì trong tay tôi không có dao, trên người Lưu Văn Tam thì có dao găm. Chú Văn Tam, đưa con dao găm của chú cho cháu dùng một chút, tôi gọi Lưu Văn Tam. Nhưng lão vẫn kia bộ dạng đó, chẳng phản ứng gì. Thế này thì tôi đơ hẳn, rốt cục là chuyện gì đây? Nửa đêm ra mộ gặp mụ giả quỳ lại nhờ đỡ âm linh, mà lại còn ngay trong quan tài của lão liễu. Lưu Văn Tam cũng rất kỳ quái khiến tôi không lý giải nổi. Lúc này bà bầu đã mất rồi, đứa bé trong bụng cô ta, giây tiếp theo có thể cũng sẽ mất mạng, việc mổ đẻ đã rất gấp rút. Tôi hét to một câu, chú Văn Tam, chú còn đơ ra đó làm gì? Đưa dao găm cho cháu nhanh. Cháu phải mổ cứu đứa bé, không cần đỡ âm linh nữa, đứa bé vẫn chưa chết. Tôi vừa mới gào xong, Lưu Văn Tam đột nhiên dùng mình một cái, dường như vừa mới hồi hồn lại vậy. Lão vụt quay sang nhìn tôi, bất chợt trợn tròn con mắt, gằn giọng quát một câu, "Thập Lục, lên đây nhanh." Trong giọng nói của lão, còn lẫn sự run rẩy và nỗi sợ khủng khiếp. Mặt tôi cũng biến sắc, còn thần sắc mụ già kia đột nhiên tối sầm lại. Mụ trợn mắt nhìn tôi, tôi chợt cảm giác thân thể mình không cử động được nữa.